Câu chuyện này kể về một thế giới nơi mọi người không biết nói dối. Về cơ bản thì cái thế giới này cũng giống thế giới của bình thường. Loài người vẫn phải đi kiếm ăn, nhưng mà không ai ăn không nói có. Đến cả các nhãn hiệu cũng không đánh lừa khách hàng bằng những ngôn từ hoa mỹ. Cola thì là nước đường bơm ga, phim ảnh thì chỉ là một ông ngồi đọc lại kịch bản chứ chả có kỹ xảo gì cả. Còn Bồ Đào Nha thì chưa từng vô địch World Cup. Và video này được mang đến cho bạn bởi content thịnh tu và vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim. Đây là Mark, béo, xấu trai và ở một mình trong căn hộ đi thuê. Hôm nay thì Mark có hẹn với một em gái trên Tinder. Ngay khoảnh khắc cửa được mở ra thì cô ta đã không giấu nổi sự thất vọng vì sắp sửa phải hẹn hò với một tên béo mũi to. Dù vậy thì cô vẫn cho Mark vào nhà đợi và bảo Mark là mình lên thẩm du nốt đã. Đây là thật chứ không đùa đâu nhá, xem phim đi thì biết. Mark ở dưới nhà, nói ra sự tự ti của mình. Anh sợ rằng nhà hàng anh đặt cho cả hai không đủ sang trọng với một người như cô. Nhưng mà vì anh không có nhiều tiền lắm nên là anh muốn sự đầu tư này đổi lại một đêm mặn nồng bên người đẹp. Và Anna trả lời là không luôn, tại vì cái mặt anh chẳng khác nào cái bồn đuổi lùa. Cả hai sau đó tới một nhà hàng nhỏ, phục vụ thì cũng không nể nang gì, bảo là trông Mark và Anna như hai bố con. Đấy là cách mọi người nói chuyện với nhau, dù cho có là ai đi nữa. Trong lúc đợi đầu bếp chuẩn bị món ăn, Mark hỏi thăm Anna về cuộc sống của cô. Và cô cũng trả lời rằng, giống như đội ngũ của tôi, cô không hứng thú với công việc của mình lắm. Nhưng mà đi làm thì có tiền, mà lương thì cũng ổn. Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì mẹ Anna gọi điện. Cô cũng bảo với mẹ luôn là đang phải đi date với một thằng cha vừa béo vừa nghèo. Cô chỉ ở lại thì vì bữa ăn cũng như là phép lịch sự. Cuối buổi hẹn thì sau khi đã uống một chút rượu, Anna hôn lên má Mark một cái vì anh khá là hài hước. Nhưng muốn được hôn xuống thấp hơn thì anh phải vừa hài hước vừa giàu cơ. Nhưng với Mark thế là đủ rồi, về nhà ngủ rất ngon. Cho tới sáng hôm sau thì anh bị sếp đuổi việc, tại vì kịch bản anh viết quá nhàm chán, chả có dốc gì. Không phải là tại Mark không có năng lực, mà anh bị giao cho cái mốc lịch sử toán dịch bệnh, mà viewer thì thích content chiến tranh hơn. Lúc Mark sắp xếp đồ đạc rời công ty thì đồng nghiệp toàn gửi những lời từ đáy lòng, tức là toàn cất ấy. Và tất nhiên không ai ngại bộc lộ ra những suy nghĩ tiêu cực đó ngay trước khi anh cuốn gói. Sau khi thất nghiệp, Mark tới bệnh viện để thăm mẹ. Lễ tân ở đây nói rằng là bà luôn đứng đầu danh sách người có khả năng xuất viện sớm nhất, nhưng mà là theo đường nhà xác. Mark vào với mẹ, anh ngồi xuống và nói với bà về việc mình bị sa thải. Bà động viên anh rồi nói là kiểu gì cũng sẽ có nơi nhận một người tài như anh thôi. Đây chắc chắn là một lời nói thật lòng, tại vì thế giới này không ai biết nói dối. Sáng hôm sau, Mark bị chủ nhà gõ cửa. Ông này đã biết Mark vừa bị đuổi việc nên là đến để đuổi anh đi luôn. Sau đó Mark tới ngân hàng để vét nốt số tiền còn lại trả tiền nhà. Nhưng mà có một sự cố xảy ra với hệ thống máy móc của ngân hàng nên là họ không thể truy cập tài khoản. Thế nên là nhân viên hỏi anh muốn rút bao nhiêu tiền để cô lấy thủ công. Và vào chính cái thời khắc này, có một thứ gì đấy đã thay đổi trong bộ não của Mark, khiến anh nói với nhân viên rằng trong tài khoản anh có những $800, trong khi thực sự thì có 300 và anh muốn rút hết. Ngay lúc đấy thì hệ thống ổn định lại. Cô nhân viên kiểm tra lại hệ thống rồi phát hiện ra tài khoản của Mark chỉ có $300. Nhưng mà vì thế giới này không biết nói dối nên là cô tin Mark và cho rằng máy móc đang có vấn đề. Thế là Mark cầm $800 này về nhà đưa cho chủ trọ để anh không phải dọn đồ đạc đi. Đúng là bốc phét ra tiền luôn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là Mark nhận ra mình vừa mở khóa một kỹ năng độc nhất vô nhị có thể khiến anh trở thành top 1 server, đó là bốc phét. Mark đem chuyện này kể cho ông bạn chí cốt ở quán rượu, nhưng mà không biết phải diễn tả ra sao, tại vì ở chỗ này không có wiki cho việc nói dối. Thế là Mark thể hiện cho ông bạn xem. Anh gọi bartender ra và nói tên mình là Tun. Ngay lập tức cả ông bán rượu và anh bạn thân đều tin méo mồm. Sau đó thì Mark lại đính chính tên mình là Mark chứ không phải là Tun. Thế là cả hai lại tin rằng ông ấy tên là Mark một cách vô cùng máy móc. Tiếp đó thì Mark thử bịa ra những thông tin vớ vẩn về bản thân như là anh là người da đen, anh là người Namek hay thậm chí là từng đánh bại Goku. Hai người kia vẫn tin. Nhận ra niềm tin là một thứ sức mạnh tiềm năng, Mark cặng hỏi hai người đàn ông này nếu như họ có thể làm bất cứ điều gì thì họ sẽ chọn cái nào. Câu trả lời của cả ông bạn thân và ông bán bia đều là ngủ với phụ nữ. Thế là Mark đặt cốc bia xuống ra ngoài. Sau một lần shopping thì cuối cùng cũng pick được một cô ngon lành, rồi nói rằng thế giới sẽ diệt vong nếu họ không ngủ với nhau luôn ngay bây giờ. Thế là cô gái đó hỏi Mark là liệu có đủ thời gian để cả hai đến nhà nghỉ gần nhất không hay phải làm tại đây. Hai người sau đó tới một nhà nghỉ. Trong khi Mark thì đang hí hửng làm quen gái đẹp thì cô này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cứu thế giới. Thấy cái điều này hơi sai nên là Mark giả vờ bắt máy từ NASA và nói hiểm họa đã được ngăn chặn, xong rồi tạm biệt người phụ nữ và quay trở lại quán rượu. Sau đó thì Mark nhận ra là ngoài phụ nữ thì tiền cũng rất hấp dẫn, nên là rủ ông bạn hói của mình đi hưởng phúc cùng. Trên đường tới sòng bạc thì anh bị cảnh sát giữ lại, tại vì người cầm lái đang có cồn. Ngỡ rằng với cái bộ dạng nát rượu này thì ông bạn sẽ mất ngay 40 củ và tước bằng lái mấy năm, nhưng mà Mark bảo là đâu có say đâu. Thế là cảnh sát cho đi luôn. Sau đó thì Mark cùng tri kỷ cập bến casino và được lễ tân đón tiếp niềm nở và chia sẻ thật thà rằng đây không phải là chỗ đỏ đen mà là một cỗ máy hút tiền. 10 thằng tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vào đây thì 9 thằng ra ngoài thành hắc hoàng đế, thằng còn lại bị ban. Biết vậy nhưng mà Mark vẫn vui vẻ đi vào vì trong tay anh có một quân bài bí mật.
Mark tiến tới trò cò quay. Đây là cái trò chơi mà dealer giải thích rằng con quay sẽ luôn dừng ở số không ai đặt. Quả nhiên thì sau khi người chơi đặt vào các cửa thì con quay trả lại số 35. Nhưng mà trước khi tên dealer thu lại chip thì Mark chỉ ngón tay về phía đằng xa, bảo là ê có ai đằng kia kìa. Rồi lúc mọi người quay đi nhìn thì Mark đổi lại chip của mình về ô 35. Và mọi người xung quanh cũng không nghi ngờ gì, Mark ăn được một đống tiền. Không dừng lại ở đó, Mark thử sức với cái máy đánh bạc. Nhưng mà thay vì chơi thì anh nói với người quản lý rằng mình vừa thắng giải độc đắc 3 con 7, nhưng mà máy bị lỗi nên là không lòi ra tiền. Chết, ở chỗ này không có mặt camera hay sao mà người ta không check được nhỉ. Thì câu chuyện nghe khá là nhảm nhí nhưng mà ông này vẫn trao cho Mark phần thưởng tương đương. Thì đây có lẽ là ngày vui nhất trong đời của Mark, khi mà cuối cùng cũng có thể chứng minh câu lời nói là gói vàng. Số tiền này là ông bạn của Mark rất vui và Mark nhận ra là nói dối cũng không hẳn là xấu. Thế là anh sử dụng lời nói dối để healing mọi người. Đầu tiên nói với Jonah Hill là mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng có tự tử. Ngay xong thì anh bạn này thấy có động lực hơn hẳn. Sau đó thì Mark mang sức mạnh này đi khắp phố phường, thuyết phục người ăn xin đừng ăn xin nữa, tại vì như thế thì không tạo ra giá trị thặng dư. Thay vào đó thì hãy tới ngân hàng và lấy một số tiền đi khởi nghiệp. Và bằng cái bồn của mình thì Mark lấy được 2 cục tiền cho người ăn xin thật. Sau đó thì Mark tìm thấy một cặp đôi đang giận dỗi và khuyên họ đừng dỗi nữa, tại vì kiểu gì chả chia tay. Thế là họ quay ra ôm nhau luôn. Cuối cùng thì Mark nghĩ về việc sử dụng năng lực cho bản thân. Anh gọi điện cho Anna, hẹn cô gặp mặt vào một hôm khác. Mark nói với cô rằng anh đã thay đổi, chỉ cần cho anh một cơ hội. Không dừng ở chuyện yêu đương, Mark nhận ra là mình còn có thể thăng tiến với việc chém gió. Thế là anh lao ra bàn, viết một đoạn kịch bản mà mình nghĩ ra, rồi nhúng nó vào cốc cà phê. Sáng hôm sau mang tới công ty cũ kể với giám đốc một câu chuyện truyền cảm hứng là sau khi bị sa thải, anh đã trầm cảm và đi bộ tới tận sa mạc. Ở đấy tìm thấy một tập tài liệu cổ xưa, trong đó ghi lại một sự kiện lịch sử mà chưa từng ai công bố. Vào những năm của thế kỷ 13, một con tàu vũ trụ đã hạ cánh xuống thành Babylon. Và để kỷ niệm cho sự kiện có 102 này, người sao hỏa đã tổ chức đám cưới giữa công chúa sao hỏa và đức vua của Babylon. Sinh lễ cứ mang tới gồm 200 con khủng long các loại. Còn phía con người, họ kêu gọi gần 1.000 ninja từ phương đông tới múa shuriken 7 ngày 7 đêm cho người ngoài hành tinh lác mắt. Lý do sự kiện này không được ghi lại tại vì vua Quang Lo đã xóa ký ức của tất cả mọi người. Cho đến 700 năm sau, sẽ có một nhà văn vĩ đại tới sa mạc vô tận và khai quật được nó. Người đó chính là Mark. Thế, chuyện... lờ mau. Nhưng nghe xong thì cả công ty vỗ tay đôm đốp, có vài cụ còn khóc như xem phim chân thành. Và dĩ nhiên, Mark được công ty nhận lại, thậm chí còn đảm nhận chức to. Để ăn mừng thì tối nay anh rủ Anna đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng hơn. Anh nói với cô giờ mình đã đứng ở một cương vị mới, lương tháng vài nghìn, đồng nghiệp kính trọng, nên là anh tin rằng mình đã đủ điều kiện để sánh đôi với cô. Anna nói là ừ, về mặt lý thuyết thì cũng có vẻ ok đấy, nhưng mà nếu mà cả hai kết hôn thì con cô đẻ ra vẫn có 50% tỷ lệ béo và mũi to giống anh, nên là về cô thích con mình là người Hà Nội hơn là người Hải Phòng. Ngay lúc đấy thì bệnh viện gọi cho Mark báo với anh là hãy đến bệnh viện gấp bởi vì mẹ của anh sắp lên bảng đếm số. Mark lập tức chạy đến bệnh viện để có thể an ủi mẹ bằng những lời nói của mình. Ở cái thế giới này thì không ai nói về cái chết cả, chính xác hơn là họ không miêu tả nó, về nơi người ta sẽ đi về. Có lẽ tác giả muốn ngụ ý là những cái lời nói về thế giới sau cái chết thì đều là lời nói dối. Trước khi đi thì mẹ của Mark rất sợ, thì bà chỉ biết rằng nó sẽ giống như chiếc iPhone của bà xem YouTube qua đêm, cứ thế mà tắt ngúm đi. Và thế là bằng tình yêu dành cho mẹ của mình, Mark nói với bà rằng cái chết không phải đích đến, rồi bà sẽ được lên thiên đàng, gặp lại những người mình yêu thương và sẽ trẻ lại một lần nữa, nơi đấy sẽ ngập tràn hạnh phúc vĩnh cửu, mãi mãi. Nghe thằng con trai kể đến đấy thôi là bà nóng lòng lắm rồi, nên là chẳng cần phải đợi đến tối, bà đi luôn. Câu chuyện Mark kể cho mẹ nghe bị các bác sĩ và y tá nghe thấy. Và thế là ngày hôm sau, câu chuyện về thiên đường phát tán đi khắp nơi. Hàng nghìn người đổ xô đến nhà anh vì muốn biết được cái bến bờ hạnh phúc. Khó khăn lắm nên Mark mới chui được vào nhà. Anh nhận ra là mình đã lên cả bản tin và trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Đang rối ren vì tình hình quá căng thẳng thì cô bạn Anna lại có mặt. Nhưng mà không phải là tới để giúp mà chắc là kiểu sử dụng mối quan hệ giữa cả hai để trực tiếp nghe kể về thế giới sau khi chết hay là cõi thiên đường. Thế là Mark tận dụng cơ hội sĩ gái chém thêm vài đường, làm Anna như được tái sinh. Cô nói rằng anh nên chia sẻ điều tuyệt vời này với mọi người. Mark nhận thấy là cái điều này giống với sứ mệnh mà anh cần trao cho nhân loại, nên đã ngồi xuống bàn phóng ra vài đường mực. Thoáng một cái trời đã tối nhưng mà tất cả vẫn đứng ở ngoài, còn thắp nến như là đi nhà thờ. Mark đã dành cả đêm để soạn cho mình một bài diễn văn thật hay. Sáng hôm sau thì cầm ra ngoài với 2 cái vỏ pizza và sáng lập ra một đức tin. Anh nói rằng có một người đàn ông trên bầu trời có quyền năng điều khiển mọi thứ. Ông này cao lớn và có sức mạnh ở tầm vũ trụ. À, thế là ông này có găng tay vô cực đúng không? Đúng vậy, và ông ấy sẽ búng tay những đứa thích cắt lời. Mark nói tiếp, điều thứ hai, khi mọi người chết đi, thay vì tan biến vào hư không, tất cả mọi người sẽ được tới một vùng đất tươi đẹp và đặc biệt ai cũng có một cái biệt thự. Nghe tới đây thì tất cả mọi người đều vui mừng, nhất là mấy ông vô gia cư. Thế nghĩa là mẹ tôi cũng có một cái rồi đúng không? Đúng rồi anh bạn, cái đẹp nhất luôn. Thế bây giờ nếu mà tôi muốn ở với mẹ tôi thì sao? Biệt thự của tôi để làm gì? Ai biết được, đi hỏi ông Vượng ấy. Nhưng nếu mà các bạn làm những điều xấu thì các bạn sẽ không được ở biệt thự mà sẽ bị đẩy xuống một nơi khác khổ sở hơn. Thế ở đây có tivi không? Có, nhưng mà chỉ chiếu Madame Web thôi. Thế như nào là quy là điều xấu?
Nhiều lắm, ví dụ như là chê tiền lì xì ít, hay là viết sách nói phụ nữ là món quà của đàn ông. Sau khi trả lời tất tần tật các câu hỏi của mọi người, Mark nói tiếp là người đàn ông này kiểm soát mọi thứ, việc ai sống, việc ai chết. À, thế nghĩa là ông này là Thanos, nhưng mà ông ta có tóc và da không màu tím. Sau bài phát biểu mang tính lịch sử, mà phải là lịch sử hàng trăm triệu năm của loài người, thì NASA đã cử hàng loạt phi hành gia bay ra ngoài vũ trụ để tìm cái người đàn ông trên trời này. Và kết quả thì chắc là mọi người đều rõ. Sau rồi khi mọi người đều tin rằng ông già này kiểm soát mọi thứ thì liên tục đổ mọi tội lỗi cho ông này, từ dịch bệnh đến sóng thần, xong rồi còn cướp cả công của bác sĩ. Đoạn này tôi thấy phim này khá châm biếm, tại vì nó như kiểu nói rằng là tất cả những cái tôn giáo đều dựa trên một lời nói dối của một ông kiểu tự dưng nghĩ ra ấy. Và với Mark, cùng với lượng kiến thức uyên bác mà anh mang lại cho nhân loại qua lời nói dối, thì sống sung sướng không khác gì vua chúa, ra ngoài lúc nào cũng có người hâm mộ săn đón như idol. Anh và Anna sống một cuộc sống sung túc với nhau ở biệt phủ rộng 500 hecta. Hàng ngày thì Mark vẫn bốc phét để cô ngày càng ngưỡng mộ anh, từ vào rừng đánh hổ cho tới ngủ với chị dâu, cái gì anh cũng làm được hết. Nhưng mà khi Mark hỏi Anna về cách cô nhìn anh, thì Anna vẫn thật thà trả lời là dù là một người thông minh, thú vị, giàu có và có cách nhìn thế giới khác biệt toàn bộ với những người còn lại, thì anh vẫn là một thằng béo mũi to. Nếu mà cả hai người cưới nhau thì con cô sẽ mang một nửa cái gen xấu đấy. Anna hỏi gen di truyền của Mark liệu có thay đổi được bằng tiền không, nếu có thì cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Mark nhìn cô, đối với anh thì chỉ cần một câu nói dối là người phụ nữ xinh đẹp này sẽ đồng ý gắn bó với anh. Nhưng mà Mark lại chọn cách nói ra sự thật. Anh nhận ra rằng tình yêu không thể xây đắp bằng sự dối trá được. Nhưng mà cả thế giới thì bố nói dối được. Lờ mau. Một thời gian sau, Anna cặp kè với Brad, tên đồng nghiệp ngày xưa đã móc mỉa Mark bởi vì anh này đẹp trai, đồng nghĩa với gen tốt. Trong buổi hẹn hò thì Brad không ngại tỏ ra mình thô lỗ và xấu tính. Nói chung là trung bình mọi thằng con trai nếu mà nói được là bản thân mình khi mà hẹn hò. Anh này nói rằng là chỉ tán tỉnh Anna vì biết rằng Mark đã yêu cô và đoạt được cô sẽ khiến Brad có cảm giác mình chiến thắng, và vì Brad đẹp trai nên là cả hai vẫn có thể qua lại. Đấy là câu chuyện tình của Mark. Còn về xã hội đã thay đổi thế nào sau khi nghe những lời của Mark? Một số thì bỏ bê cuộc sống hiện tại, một số thì speedrun bằng cách sử dụng rượu bia cho nhanh đi. Và đáng buồn là chỉ có Mark là người duy nhất biết điều mình nói là không có thật và cảm thấy cực kỳ cô đơn. Sau đó thì Mark bắt đầu sống buông thả, bằng chứng là việc bắt đầu không hề quan tâm đến bản thân. Người thì béo hơn, tóc tai thì bù xù, râu ria còn không thèm cạo, nhưng mà trông khá giống chúa đấy, mỉa mai hết. Chỉ cho đến khi Anna đi làm đám cưới thì Mark mới tỉa tót lại. Ở đám cưới của Anna và Brad, trong khi cha xứ đang hỏi cô dâu chú rể lời tuyên thệ, thì Mark đã đứng lên phản đối, nói với Anna rằng cô đang sai lầm trong quyết định của mình và cái sự đẹp trai kia không khiến cô có được hạnh phúc. Nếu mà Anna đồng ý, anh sẽ dắt cô ra khỏi đây, còn nếu không, Mark sẽ là người đầu tiên bước ra cửa thánh đường và chúc phúc cho cô. Ở phía Anna, thay vì đưa ra một câu trả lời, cô hỏi ngược lại Mark, nhờ anh hỏi người đàn ông trên cao là ông ta muốn gì ở cô và anh. Và một lần nữa, Mark quyết định không nói dối và chấp nhận quay mặt đi, vì biết rằng bên trong Anna cũng không chắc chắn về cái tình cảm này. Nhưng mà vừa mới bước ra ngoài thì Anna đã đuổi theo, một lần nữa hỏi Mark về điều người đàn ông trên trời nghĩ. Và cuối cùng, Mark thú nhận với cô là chả có người đàn ông nào cả. Anna hỏi là tại sao lại có thể nói dối như thế, thì anh nói rằng mình làm vậy để người mẹ đang hấp hối được yên lòng. Và Anna nhận ra, dù có khả năng bốc phét thì Mark vẫn không dùng nó để khiến cô kết hôn với anh. Và chính điều đó đã khiến cô vượt qua nỗi lo về gen di truyền, rồi cả hai cưới nhau. Và đúng thật là có một thằng con mũi to béo giống hệt Mark. Nhưng được cái là thằng này cũng thừa hưởng khả năng bốc phát giống bố nó và trở thành người nói dối thứ hai trên thế giới. Và đó là cách bộ phim về thế giới thật thà kết thúc. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.